Thử làm 3 món ngon từ chân gà chỉ với 60 cành. Chân gà chỗ mấy tình yêu nhiêu ký chứ chỗ tôi 60 cành đó. Tôi cho giấm và muối bóp sơ cho chân gà bớt nhớt và tanh đó các tình yêu. Tiếp theo tôi dùng kéo tỉa hết một thao chân gà này tình yêu. Tôi thấy người ta chẻ đôi cái chân gà ra nướng sẽ ngon nên tôi cũng bắt chước chẻ theo đó các tình yêu. Chẻ cả buổi trời được có 3 chân, thấy tôi hay không mấy tình yêu. Tiếp theo tôi đổ nước rửa kỹ mấy cái chân gà lại lần nữa đem vô chế biến món ăn từ chân gà cho các tình yêu nè. Công thức ướp chân gà nướng tôi có để trên màn hình đó. Tình yêu nào ở miền Tây giống tôi á thì tôi đảm bảo ngon như ngoài tiệm ngang. Còn tình yêu nào khác miền á thì có thể gia giảm theo miệng của các tình yêu nha. Trộn lên để đó cho thấm 1 tiếng hát các tình yêu. 18 chân gà còn lại tôi đem luộc tầm 6 phút với gừng và sả. Sau đó vớt ra cho vào thao nước đá để chân gà được dai ngon sần sật đó mấy tình yêu. Chân gà thấm gia vị rồi tôi sắp hết vào nồi chiên không dầu nướng cho lẹ. Tại tôi thích làm lẹ lẹ cho các tình yêu nhanh được xem tôi ăn đó. Chứ xiên xiên đem chân gà này đưa nướng than nữa thì mùi thơm bay tới nhà mấy tình yêu luôn hổng chừng. Quay trở lại tôi lấy chín cái chân gà tẩm sơ với một lớp bầu chiên giòn. Rồi tôi đem chiên đó các tình yêu. Giờ tôi tiến hành pha công thức nước sốt cho món chân gà chiên nước mắm đó các tình yêu. Mấy nguyên liệu nhà các tình yêu nào cũng có, cứ y như công thức trên màn hình, bỏ tới ao tu là ngon, theo miệng của tôi nha các tình yêu. Chân gà vàng giòn rồi, chắc hết dầu ra một cái tô để qua một bên đi. Chế cái nước sốt mắm mới pha đó vào chân gà bật lửa to, xốc lên cho tôi nha mấy tình yêu. Xong món chân gà chiên nước mắm rồi, thấy nhanh ghê luôn mấy tình yêu hén. Khoan, còn món cuối, chân gà xả tắc. Nhanh tay chụp lại công thức nước ngâm mà không cần nấu, chỉ có chín cái chân gà thôi, ướp nhanh gọn lẹ, ăn luôn một phát hết. Nấu nước đường chi cho nó cầu kỳ, đổ hết nước ngâm mới pha vào chín cái chân gà đã cắt khúc luộc lúc nãy, ngâm 15 phút có ăn nha các tình yêu. Giờ bày hết 3 món ngon từ chân gà lên mâm, trang trí thêm 3 trái dưa leo cắt lát vừa ăn nè các tình yêu. Rồi mời các tình yêu cùng ăn với tôi nha. Chân gà sẽ tắt. Tiếp theo là chân gà nướng, cái này mình để mà nó hơi khô nha. Ngon lắm các bạn ơi, nhìn thấy các gà tuyệt vời lắm. Tiếp theo là chân gà chiên nước mắm. Xuất sắc luôn. Nói là vừa ăn luôn. Ngon lắm.